quyết định là sẽ rôn trứng của cô Combi các bạn ạ. Let's do it. Ủa gì vậy chứ? Ok, như các bạn đã biết, đó là mình rất hy vọng ở banner này mình sẽ ra được con nhân vật mới này. Với lại là cho mọi người muốn xem được skill nó như thế nào. Với lại là mình cũng muốn rôn trứng của Kukumi. Và mình hy vọng đợt này mình sẽ không bị lệch red một cách kinh khủng như đợt trước. Bởi vì đợt trước mình đã lệch red quá là kinh khủng luôn. Sao ra lại kiếm tay phong vậy? Ác cái tu dữ vậy trời. Đợt trước cái đợt của Kukumi thì mình đã bỏ lỡ cái trứng. Em đang anh dùng anh ơi. Holy shit. Holy shit. Cũng được. Thôi thì có Ganh Du thì cũng hấp thôi. Nhưng mà trời đất má rồi. Đây sẽ số lần mình roll một lần là nhiều. Kiểu mình thích roll một lần để kiểu cảm giác cho mình đỡ bị mình cảm giác mình roll được nhiều ấy. Chứ tôi thấy là cái tỷ lệ này nó cũng cung tay phong. Yeah! Yes! Dory! Yeah, nè dễ thương quá à. Alo Dory nha. Hả? Dory có cần cung mệnh bắn chúng nữa. Bắn chúng kẻ địch sẽ sinh ra một tên lửa hậu mãi. Khi linh hồn này trị liệu cho nhân vật. Ủa? Đây là bút máu hả? Bút máu hình lôi hả? Hình như là vậy. Đánh thường chúng kẻ địch sẽ hồi phục tất cả thành viên trong đội thường nó một lượng HP bằng 4% HP. Bút máu à? Dễ thương nhở? Không, không có mộng vô, quay mà. Rồi, sau đây sẽ là trứng của mì nước của Kukumi nào. Đâu đâu, tôi không bấm nhầm, tôi stream mà. À, đợt trước tôi vừa mới ra, tôi nghĩ là đợt này sẽ khó. Mẹ đừng quên rồi. Đợt trước vừa mới ra thôi, em vừa mới khóc lóc xong. Trời, nó bây giờ bật ra làm con đi à. Không dám nhìn luôn á. Cú quay ngắn nhất lịch sử của tôi ư? Video này sẽ kết thúc cực kỳ ngắn ư? Ủa khoan, em định chuẩn rồi mà. Em định chuẩn rồi mà. Nào nào cũng phải hiến máu vậy. Em định chuẩn rồi mà. Tôi định chuẩn rồi mà. Em liều lắm đấy. Sợ em mất liều lắm. Vàng đi mà. Chỗ ơi sao da qua Yuhi. Buồn thù luôn á. Em buồn thiệt luôn á. Em tưởng đây là cái tưởng đây sẽ là đợt roll gọi là má thì có cái banner này. Chẳng lẽ 80 lần thì cơ trời. Đây nè, đây chắc chắn rồi nè. Đít. Trời ngủ hết ngon luôn á. Đừng nghĩ đó. Đừng nữa mà. Làm ơn đi. Trời ơi, tôi tưởng đây là một đêm vui vẻ thôi. Em chỉ tưởng đây là một đêm vui vẻ, chỉ một đêm nữa thôi. Trời ơi, em mod của em không tin được.
tin được cái amod của em lại là cái cung duy nhất lên. Tiếp được năm. Lần này mà còn không ra nữa thì còn gì để nói nữa đâu hả mọi người? Tưởng cái bị phí á. Cái bị phí vãi chứ không phải cái phí thường nữa. Buồn quá anh Tú ạ. Mày cũng buồn tụi em. Chứ anh vang nghiệp ngã. Ôi ra đi mà. Em không muốn đưa đi luôn á. Thôi nhưng mà ít ra nó ra cây Amos cũng đỡ. Chứ nó ra mấy cái cây khác thì em cũng thôi nhưng mà không đỡ. Không thể tự ăn ủi mình được. Em không có chơi con ganh vô nhiều. Ý là mặc dù em rất là thích nó nhưng mà không có con quỷ gì con tiêu thân á. Ra đi. Chờ gì nữa mà không ra. Mình nói mà không ra đi bằng chăng bất diệt. Con quỷ của Kumi. Hay tại nãy em quay ra bên nờ ganh vô cái xong rồi con bị hủy hoại ta. Candy cho tên không. Đây là gì nữa. Sao sao lần nào em vô cũng bị nguyền rủa là sao vậy mọi người? Không, tại vì tội tội của cô Mi không? Còn đang xài sách rồng nè, thấy tội tội sao á? Mà thờ này đang đứng thờ của cô Mi mà. Tội tội sao á nè. Ghen vô đánh hay nhưng mà tôi chơi nó quá nhiều các bạn không? Ý là tôi đã chơi nó quá nhiều rồi. Tôi chơi nó dữ dội quá rồi. Mà nó cầm cái... Thôi nhưng mà nó... Giờ sách rồng nó là trứng của cô Mi mà chị. Sao mày không nói sớm đi? Sao mày không nói sớm đi để tao đổi. Tao đổi qua cái chấn rồi. Tao quay lấy, quay đẻ, quay lời. Sĩ quay tới, quay lui, quay xuôi, quay ngược, quay muốn gớt muốn mắt. Mày nói sách rồng là chấn của... Sách rồng là trật 3 sao thôi. Em nói đi. Em nói đi, cái chấn đó chỉ là cái chấn nhà quê thôi. Cái này mới là cái chấn. Chấn gọi là chấn phái em hiểu không? Em nói đi, cái đó chỉ là cái chấn nhà quê thôi. Chỉ là em nói để em trêu chọc chị thôi. Em nói cái đó là em trêu chọc chị thôi đi. Còn đây mới thật sự là vũ khí mà Kokomi cần. Đúng, em nói là không bao giờ vũ khí 3 sao, vũ khí 5 sao. Em nói đi, thì muốn em nói câu đó. Em buồn lắm. Tại sao vậy? Ủa, con đi xe này đau hả? Đúng rồi, nó kiếm to. Trong cái test thì thầy nó cầm đại kiếm tế lễ. Em cho nó cầm thiên phong kinh ngạc. Đừng cùng cổ sói luôn này. Quên gì rồi đúng không? Nhớ, đừng quên ấn subscribe cho kênh Mithy Play để xem thật nhiều video về game.